không khí tập dượt cho lễ khai giảng năm học mới tại trường học này rất háo hức, rộn ràng. Con rất là háo hức khi vào lễ khai giảng ngày mai và con mong muốn là con sẽ được thật nhiều câu khen. Sau nghi thức cho phần lễ thì các tiết mục văn nghệ do chính học sinh và giáo viên chuẩn bị cho phần hội cũng nghiêm túc, khẩn trương. Tất cả đều khớp nhịp để sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới vừa trang trọng nhưng không kém phần sôi động, vui tươi vào ngày mai, mùng 5 tháng 9. Sau phần lễ sẽ là phần hội sẽ được kéo dài thêm để có cái sự tham gia, và quan trọng nhất là tạo ra một cái sự phấn khởi, sự gắn kết giữa học sinh với lại thầy giáo với nhà trường, và mong muốn là đây nó là một cái sự thúc đẩy, một cái dấu ấn của cả một năm học mới. Sau lễ khai giảng, học sinh sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên, nên ngoài trang trí lớp học thì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động bán trú cũng được các trường thực hiện khẩn trương. Các con được ăn bán trú cũng như là được trông giữ ngoài giờ, thì nhà trường cũng đã cho tổ nhà bếp vệ sinh khử khuẩn và chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để các con có thể ăn ngay trong những ngày đầu khai giảng năm học mới. Khẩu hiệu chào đón năm học mới ở khắp nơi, không khí ngày tựu trường đã đến rất gần để tất cả sẵn sàng cho năm học mới với nhiều kỳ vọng mới. Em mong muốn là chúng mình sẽ có nhiều hoạt động vui vẻ. Cô thì là sẽ cố gắng để đưa các con đạt được nhiều cái thành tích tốt hay cũng như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trong năm học này. Ngày mai thôi, tiếng trống trường sẽ vang rộn rã tại mỗi ngôi trường khắp mọi miền Tổ quốc, báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu.